Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Ship là gì? CIF, viết tắt của chi phí, bảo hiểm và vận chuyển, là nơi người bán chịu trách nhiệm về hàng hóa từ khi bạn mua hàng cho đến khi họ đến trước cửa nhà bạn. Điều này có nghĩa là họ đảm nhận việc vận chuyển đến cảng, tải hàng hóa, thủ tục hải quan, bảo hiểm và giao hàng dặm cuối cùng. Vì vậy, với tư cách là người mua, tất cả những gì bạn làm là chờ mua hàng sau khi giao dịch hoàn tất. Giá ship là gì? Các bạn có thể hiểu đơn giản hơn như sau. Thông thường, CIF đắt hơn cho người mua vì đôi khi người bán có thể tính thêm phí cho bạn để xử lý hải quan, bảo hiểm và giao nhận hàng hóa cho bạn. Về mặt thuận tiện, tốt hơn là đặc biệt nếu bạn bị ép thời gian hoặc đang xử lý hàng hóa cồng kềnh. Một số thậm chí sẽ gọi nó là rắc rối miễn phí. Thuật ngữ CIF có nghĩa là người bán có trách nhiệm hơn. Họ sẽ trả tiền và sắp xếp vận chuyển, cước vận chuyển và bảo hiểm. Điều này có thể tương phản với một người bán theo giao dịch vận chuyển FOB. Trong đó người bán chỉ chịu trách nhiệm giao hàng đến cảng xuất xứ, sau đó chúng sẽ được vận chuyển. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. CIF hoạt động như thế nào? Nó đặt nghĩa vụ cho người bán để tổ chức di chuyển hàng hóa đến đích được đặt tên. Điểm đến được đặt tên này có thể là một vị trí được thỏa thuận giữa người mua và người bán. Vì Incoterm CIF chỉ có thể được sử dụng cho vận tải đường thủy, điểm đến này phải là điểm đến có thể tiếp cận qua đường thủy và có thể không bao gồm điểm đến bị khóa trên đất liền. Nghĩa vụ của người bán, CIF có nghĩa là người bán có nghĩa vụ nhưng không bị hạn chế. Chăm sóc thủ tục thông quan xuất khẩu, giao kết hợp đồng vận chuyển có liên quan với các hãng khác nhau. Sắp xếp và thanh toán cho việc vận chuyển hàng hóa từ cửa đến điểm đến được đặt tên và thỏa thuận. Có được và trả tiền bảo hiểm hàng hóa, xử lý bất kỳ và tất cả các giấy phép xuất khẩu. Hạn ngạch tài liệu đặc biệt VV liên quan đến hàng hóa, thanh toán chi phí bốc rỡ hàng hóa trên từ tàu. Điều quan trọng đối với người mua và người bán là phải hiểu rằng trong giao dịch CIF, rủi ro có thể chuyển từ người bán sang người mua một khi người bán giao hàng trên tàu đang thực hiện. Trong khi chi phí cho điểm đến được nêu vẫn sẽ dành cho người bán dự kiến sẽ đảm bảo rằng bảo hiểm bằng với giá trị thương mại của sản phẩm 10%. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.